Thợ Vui xin chào cả nhà. Vừa qua thì mình có đi lấy về thì mấy cái cục motor này để chuẩn bị chế một cái bộ phát điện cho một ông bạn ha. Thì ông bạn này làm nghề cá ở bến sông. Cục này thì cái thông số điện của nó nè 1 kW, 1 kW. Còn cái tua là 1.000 vòng. Ha, mình chỉ cần mình coi cái này thôi, hai cái thông số này. Nếu như anh em mà mua motor về á để sử dụng thì để xài y như mấy cái motor kéo bình thường á cũng được. Mình mua thêm cái bộ điều khiển motor, thì bộ điều khiển ba pha đó thì cắm vô thì motor sẽ quay. Mình gắn buli dây đai dây cu ro đó thì mình xài như motor kéo bình thường vẫn được. Thì cái motor này 1.000 vòng. Nếu như mình xài motor kéo bình thường thì cái dòng tua của nó 1.000 vòng trên một phút, chậm vòng nhưng mà nó sẽ mạnh ha. Còn nếu như mình chọn cái motor 1.500, 2.000 vòng, thậm chí là 3.000 vòng luôn thì mấy cái motor đó thì tua nó chạy lẹ hơn đó, nếu như mình sử dụng với cái mục đích là mình xài motor kéo. Còn ở đây mình xài phát điện thì mình phải chọn lựa cái dòng tua của nó là càng thấp càng tốt đó. Thì mấy cái motor servo này nè, cái dòng tua 1.000 là đã là thấp nhất rồi đó, mình nên chọn những cái dòng tua 1.000. Còn những cái motor mà cái dòng tua nó cao thì khi mình phát điện á, ví dụ như cái này 1.000 vòng đi, mình quay qua 1 vòng gì thì mình được cái số lượng điện nó như vậy. Nhưng mà cái motor mà 2.000 vòng á, thì mình phải quay 2 vòng nó mới được một số lượng điện như vậy, bằng như cái này mới 1 vòng đó. Motor này là motor servo, motor này thì sử dụng rộng rãi trong mấy cái khu công nghiệp đồ này nọ đó, nó làm những cái công chuyện. Nếu tóm lại motor này nó xài rất là nhiều, áp dụng rất là nhiều trong những cái công việc, thì độ bền của nó thì khỏi nói rồi, này motor là toàn của Nhật không à. Trước đây thì mình cũng có chế mấy cái cho mấy ông bạn cũng làm cá ở dưới bến sông á, thì xài cũng ít thôi. Mình lấy những cái bánh xe điện như vậy nè, bánh xe điện vẫn phát điện được bình thường, nhưng mà có điều cái khả năng phát điện của nó thì thấp đó. Rồi motor máy giặt của Toshiba, nó cũng động cơ ba pha, thì mình cũng đều lấy điện dùng để sạc vô ắc quy xài được hết nè. Mà có điều dòng của nó thì cũng không được cao, thành ra nó nạp thì cũng hạn chế lắm. Cái motor này thì nó là 1 kW. Nó còn những cái motor như nó nhiều loại lắm, tóm lại thì 500W, 300W, rồi 750W, 1 kW, 2 kW, cho tới 2 kg nè, rồi 3 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg, rồi có 30-40 kW cũng có luôn đó. Những cái motor đó thì nó nặng, nó bự lắm. Nếu như mình xài phát điện cho cả gia đình xài á thì mới sử dụng nó ha. Còn ở đây xài ít ở dưới bến sông thì chỉ sinh hoạt rồi chút đỉnh thôi, thành ra mình xài cái này là đã dư thừa rồi. Khi mình mua những cái motor này thường thì nó sẽ có 4 chân đó, hoặc là nhiều chân hơn, nó tùy theo cái mục đích sử dụng của mỗi motor. Thì cái motor này nó có 4 chân, 1 chân là dây mát, là dây trung tính ha, 3 chân còn lại là ba pha điện. Thì mình sử dụng để phát điện á, mình sẽ cho nó qua một cái cầu chỉnh lưu, nó qua diode chỉnh lưu rồi á, nó sẽ nắn dòng thành điện DC đó. Thành điện DC chỉ còn có 2 chân thôi, 3 chân này thì đi qua cầu chỉnh lưu thì còn là 2 chân điện DC. Đây là những cái diode chỉnh lưu nè, người ta kêu bằng cầu chỉnh lưu. Cái cầu chỉnh lưu á, nó có nhiều loại. Cái này là cái loại cầu chỉnh lưu mà nó có nắn dòng ra từ điện 3 pha thành điện 1 pha. Nhưng mà có điều đây là dòng điện xoay chiều ha. Cái ký hiệu dấu ngã đó là dòng điện xoay chiều. Còn ký hiệu gạch gạch á mới là dòng điện 1 chiều. Đó, DC là 1 chiều là ký hiệu gạch gạch, còn cái này là dòng điện xoay chiều. Khi mà anh em đi mua motor này á, muốn biết thử nó sống hay chết thì dễ lắm. Mà thường là motor này ít có khi nào bị chết lắm. Có chăng thì bỏ bãi, ví dụ như nó cũ quá đó, nó bỏ bãi lâu quá rồi nó bị sét thì nọ thì nó bị cứng ha. Thì trước mắt mình xây về là mình thấy nó nhẹ nhàng, bạc đạn nó im ru, nó không có tiếng xào xào thì là ok rồi đó. Rồi tiếp tục mình thử mấy cái chân này nè, thì mình lưng phiên với nhau, mình kẹp ha, mình kẹp. Có nhiều khi mình kẹp nhầm ngay dây trung tính thì nó không ăn nhầm vậy nè đó. Mình kẹp rồi hai cái này kẹp chung nhau vậy thì quay vẫn bình thường. Nhưng mà khi mình đổi qua cái chân khác, đúng cái chân ba pha điện rồi á, thì mình quay không có nổi, cứng ngắc à. Nè, thấy không? Nó rất là cứng. Nó đâu có nhẹ gì. Đó, đai nhẹ nè, thấy không? Đai nhẹ nè, kẹp vô cái cứng ngắc liền. Dòng nè, thấy không? Dòng mà nó cứng ngắc à, nó sực sực như vậy đó.
là motor nó còn sống. Thì khi mà mình phát điện á, nó cũng có cái độ trì vậy đó cả nhà. Như vậy mình cũng có một vài lần mình coi những cái clip mà phát điện bằng cái cục bê lớn vậy nè, cái để dưới nước cho dòng nước chảy đi á, nó quay dạ hiều mà xài điện nguyên cả gia đình này, hay là phát điện xài cắm vô motor chạy motor được, cái đó là những video đó là chẳng qua làm cho vui thôi cả nhà, làm để giải trí thôi, chứ nếu mà nó phát điện thiệt tình nó nặng dữ lắm đó. Cái sức gió với sức nước á nó phải lớn chứ đâu phải là nhẹ nhàng được như vậy. Rồi tương tự như vậy mình kẹp hai cái chân khác ha. Rồi cách thử là hai cái chân này. Rồi ok, hồi nãy mình thử pha này, rồi bây giờ mình thử pha này đó, rồi cứng nhắc luôn, như vậy là ok nè, có điện nè ha. Rồi bây giờ mình thử tới pha này, rồi cũng cứng luôn. Rồi như vậy là trong ba cái pha này không có pha nào bị hư hết. Còn nếu không anh em nào có cái đèn như vậy nè, cái đèn mà chế để thử vậy nè, thì mình kẹp vô. Cái đèn này là dây tóc ha, nó là phải dòng nó cao quá nó mới cháy cái đèn này nổi. Nó không phải như đèn led đâu, cái đèn led á thì nó nhẹ dòng, chỉ cần có áp là nó cháy rồi. Còn cái đèn này á là phải có dòng nó mới cháy nổi ha. Thì mình nếu mà có được cái đèn này thì ok, cắm vô quay. Đây mình cắm vô nè, thử nè, lên điện nè. Cả nhà thấy điện sáng ghê không, mới nắm lắc lắc thôi đó, điện sáng ha. Cái này nếu mà quay mà nó mạnh chút nữa đứt bóng đèn luôn á. Rồi mình thử qua pha này cũng vậy luôn đó, pha nào cũng vậy. Thì khi mà mình gom 3 pha là thành một pha qua cầu chỉnh luôn này rồi á, điện nó sẽ mạnh hơn gấp 2 lần ha. Dòng á, dòng nó sẽ cao hơn. Còn hiện tại giờ mình đang thử từng pha. Điện hiện tại giờ là điện xoay chiều. Còn qua cái cầu chỉnh lưu này, ba cái pha này nè, mình cắm vô ba chân này. Rồi đi ra hai chân này. Đó là khi gió thành điện một chiều là nạp bình thoải mái luôn. Mình xài qua cái cục sạc điện năng lượng mặt trời á thì sạc thoải mái luôn. Đó, thấy sáng ghê không? Quấy lắc nhẹ nhẹ thôi là thấy sáng cỡ này rồi đó. Rồi, mình mới vừa hàn xong mấy cọng dây điện vô mấy chân này luôn. Hiện giờ tạm thời mình găm vô để mình test thử luôn hết cả nhà. Cái này khi mà mình đấu vô thì ba cọng dây này nè, đó ba cái chân trong đây, thì mình cho nó vô ba chân bên cái cầu chỉnh lưu. Chân nào vô chân nào cũng được, không có cần là thứ tự gì hết. Đó. Rồi bên đây là ra hai chân, bên đây là ra điện DC. Đó, điện này để dành sạc nè. Thì hai đầu này mình sẽ đưa vô cái sạc năng lượng mặt trời. Rồi mình sử dụng thôi, để nạp sạc vô ắc quy. Rồi mình lấy điện từ ắc quy đó, mình đưa vô biến tần. Đó, đưa vô cái inverter mà đổi điện từ 12 đó, ra 220. Rồi mình sử dụng trong điện gia đình ha. Xài thì nguyên lý nó xài y như là điện mặt trời thôi. Có điều khác có một cái là mình sử dụng năng lượng gió để mình quay cái motor này phát điện. Quay mà nạt lửa, thấy lửa không nha. Quay nhẹ nhẹ về nạt lửa chát chát nè, dòng nó cao lắm nó mới có lửa vậy nè. Còn nếu mà dòng không cao đâu có lửa. Rồi mình quay nè, nó quay lên về là lên mười mấy volt đó, chỉ quay nhẹ vậy thôi lên mười mấy volt đó. Rồi quay nhẹ về thì dao động từ 15V trở lại ha. Đó, gió nhẹ nhẹ như vậy nè thì 15V trở lại. Rồi đây là cái bóng bi cầu ha, bóng bi cầu này thì đạn nặng điện thì khỏi nói rồi. Xe mà lên bi cầu mà nếu mà không có độ sạc rồi này nọ rồi độ cùng điện rồi thì không bao giờ đủ điện để chạy. Bóng bi cầu sáng ghê không, lắc cái là sáng ghê hồn ha. Quá sáng. Rồi hôm nay mới nhận cái motor thì mình sẵn test thử rồi chia sẻ video luôn. Rồi mai mốt khi nào mà mình tiến hành mình làm cái cánh quạt để làm cái thành cái khung phát điện rồi đó thì mình sẽ chia sẻ tiếp ha. Video này mình kết thúc tại đây ha. Thảo Quy xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào một lúc sau.